Kính thưa quý vị, vào hôm Chủ nhật vừa qua, lễ trao giải Oscar lần thứ 86 đã thu hút được hơn 43 triệu khán giả truyền hình tại Hoa Kỳ, trở thành lễ trao giải có lượng người xem cao nhất trong thập kỷ. Tuy nhiên, buổi lễ này cũng thu hút không ít ý kiến trái chiều từ các nhà phê bình, đặc biệt là với phần dẫn dắt của người dẫn chương trình Ellen DeGeneres. Theo dữ liệu đánh giá từ Nielsen cho thấy, lượng người xem của lễ trao giải Oscar năm nay đã tăng thêm 6.4% so với năm ngoái. Đây là sự kiện truyền hình phi thể thao có lượng khán giả đông nhất nước Hoa Kỳ kể từ năm 2004. Tại buổi lễ trao giải năm nay, giải thưởng phim điện ảnh xuất sắc nhất đã được trao cho bộ phim 12 Years a Slave, giúp nó trở thành bộ phim đầu tiên của một đạo diễn da đen giành được giải thưởng cao quý này. 12 Years a Slave, một bộ phim về đề tài nô lệ đã vượt mặt Gravity của đạo diễn Alfonso Cuarón. Tuy nhiên, bộ phim về đề tài không gian của đạo diễn người Hoa Kỳ Latin cũng không hề ra về tay trắng tại Oscar năm nay. Bộ phim này đã giành được đến 7 giải Oscar, trong đó bao gồm một giải đạo diễn xuất sắc nhất lần đầu tiên được trao cho một đạo diễn gốc Mỹ Latin. Và vào dịp cuối tuần vừa qua, phim hành động Non-Stop với sự tham gia của Liam Neeson đã thu về đến 30 triệu Mỹ Kim tại các phòng vé ở Bắc Mỹ. Trong phim, Neeson vào vai một sĩ quan không quân Hoa Kỳ phải đối đầu với tên giết người bí ẩn trong một chuyến bay quốc tế. Với khoản doanh thu khổng lồ nói trên, bộ phim này đã trở thành quán quân của bảng xếp hạng cuối tuần vừa qua. Ladies and gentlemen, we need every passenger to raise their hands above their head. This is a bad idea. Marshal, we have a right to know what the hell is going. Agent Marks, the account number you gave us is in your name. What? That doesn't make any sense. This is a setup. Something else is going on. I'm trying to save it.